Vũng Đồng Long. Vũng Đồng Long còn gọi bằng nhiều tên khác như Vũng Trà Sơn, Vũng Sơn Trà, Vũng Thùng, Vịnh Hàng, Vịnh Đà Nẵng, hiện nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi hai con sông lớn, sông Hàn và sông Cu Đê đổ nước vào để cùng ra Biển Đông. Hơn 500 năm trước đây, với cuộc Nam Chinh thuận lòng người, vua Lê Thánh Tông đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Đại Việt, thời kỳ Quảng Nam và định hướng Nam Tiến. Từ đó, vùng đất Quảng Nam được xác lập vững chắc và lâu dài, trong đó có Vũng Đồng Long. Nơi đó, lòng dân như những mạch ngầm luôn kết chảy. Hơn 400 năm sau cuộc Nam Chinh của vị vua tài ba Lê Thánh Tông, Vũng Đồng Long lại dậy sóng vì tàu sắt tàu đồng của Liên quân Pháp Tây Ban Nha xâm chiếm Việt Nam. Không thuận theo sự xâm chiếm phi nghĩa, lòng dân vùng đất có vịnh Hàn lại kết chặt chống ngoại xâm. Đây là những minh chứng cho sự quyết liệt trong cuộc chiến giữa lòng dân vùng đất có Vũng Đồng Long với đội quân ngoại xâm đến từ trời Tây có tàu sắt, tàu đồng. Trong cuộc chiến đó, thân xác những người lính đến từ trời Tây đến nay vẫn chưa tìm về được với đất mẹ của họ. Linh hồn họ chỉ được sưởi ấm bởi tấm lòng bao dung của người dân xứ sở có Vũng Đồng Long. Lại hơn 500 năm sau cuộc Nam Chinh của vua Lê Thánh Tông, Vũng Đồng Long, dòng sông Hàn lại tiếp tục dậy sóng bởi tàu chiến máy bay của quân đội Mỹ đổ bộ, mở đầu cho chiến lược chiến tranh cục bộ trực tiếp can dự vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Và một lần nữa, lòng dân xứ sở có Vũng Đồng Long lại kết chặt cùng với cả nước Việt Nam bảo vệ lãnh thổ. Đây là những con người đã sống trong không khí hừng hực của lòng dân lúc đó, nay ôn lại ký ức ngay tại bờ Vũng Đồng Long, tức Vịnh Hàn hay Vịnh Đà Nẵng bây giờ, nơi tiếp giáp với con sông Hàn. Cái bờ biển lúc bây giờ là đội Mỹ đội quân đại á, là hàng chục chiếc tàu chiến, thủy quân lục chiến Mỹ đánh thị lên thị lên bộ, tất cả đều quân dân đều là lập ra vận đề để diệt Mỹ, cho nên là tiếp thời cơ đó là không cho Mỹ ngồi yên, quyết tâm là chuẩn bị lực lượng để mà đánh tiêu diệt các cái đầu bạc. Hồi đó tôi với là trinh sát hợp pháp, tôi biết đậm mà cái hồi Mỹ đổ quân đó là đổ quân ở trên Xuân Thiều đó là 5 tháng 3 đó là đổ trên đó là quân bộ là nhiều nhất, sau đó khoảng 10 ngày 15 ngày là có cái chiếc tàu gọi là lãnh bộ chặt sông Hàn đây này. Quân Mỹ hắn nạp từ hắn lên đây đổ bộ lên đây là hắn vô tới phi trường là bên đường là hắn chưa vô hết phi trường mà còn nằm đại dọc đường như thế mới đầu được quân và dân của chúng ta miền Nam nói chung và Quảng Đà nói riêng thì phải nói rằng bắt đầu chúng ta bắt tay vào trong cuộc trận chiến đấu mới và toàn quân toàn dân của chúng ta từ già trẻ trai gái trẻ già từ giải phóng nông thôn cho đến đồng bằng để thành thử là vấn đề ai cũng đều tham gia đánh Mỹ. Và cứ thế, Vịnh Hàn luôn dậy sóng vì ngoại xâm, dòng Hàn Giang vẫn đớn đau, vẫn là con nước ngăn sông cách chợ giữa đôi bờ Tây và Đông. Để rồi, vẫn đứng bên Ni Hàn, ngó bên Tê Hà Thân, nước xanh như tàu lá. Cùng cả nước, oằn mình vượt qua hai cuộc chiến chống ngoại xâm, chống sự chia cắt đất nước. Sau ngày thống nhất non sông, bên Ni Hàn nối bên Tê Hà Thân, ngoài cây cầu đường bộ phục vụ chiến tranh, chỉ có con phà ngày ngày đưa khách sang sông với bao trắc trở đợi chờ. Và bờ đông Hàn Giang là những xóm nhà chùa san sát, chật chội. Rồi một ngày, cách đây 20 năm, người dân của thành phố có dòng Hàn Giang ngăn sông cách chợ lại chung tay hưởng ứng sự huy động lòng dân.
sự đồng thuận của lòng dân đã tạo nguồn động lực cho công trình này khởi động. Hình dáng công trình của lòng dân, sức dân đã lớn lên từng ngày. Và niềm vui của sự quy tụ lòng dân đã đến. Cái lớn lao của sự kiện nối nhịp cầu lòng dân, cầu sông Hàn không phải bởi giá trị vật chất cây cầu mà giá trị cuộc sống của cây cầu mang lại. Từ đây sẽ chấm dứt cảnh tượng muôn thuở trước, bên ni, bên tê, để rồi những năm sau đó không còn cảnh bên nghênh ngang phố xá, bên thì nước xanh như tàu lá. Lúc bây giờ thì khủng hoảng kinh tế châu Á ở một cái thành phố mới vừa chia tách, với nhiều khó khăn của một cái địa phương mới chia tách, rồi đặc biệt là lâm vào cái khủng hoảng kinh tế chung, cho nên chắc chắn là đời sống người Đà Nẵng lúc bây giờ rất khó khăn. Tôi nhớ có cuộc vận động quyên góp của người dân thành phố ở mọi tầng lớp để mà có tiền xây dựng cầu sông Hàn với chi phí rất lớn. Cái cầu sông Hàn không chỉ là một cái cầu nối hai bờ như ngoại cầu khác, mà cái cầu sông Hàn nó còn là cái cầu nối hai cái khoảng kéo gần lại cái khoảng cách của hai cái mức sống về văn hóa ở bên này sông và bên kia sông. Người Đà Nẵng đã biến cái khó khăn đó trở thành điểm nhấn về du lịch. Chưa đầy 10 năm sau khi chiếc cầu lòng dân được khánh thành, người dân Đà Nẵng, vùng đất có vũng Đồng Long lại một lần nữa cùng quy tụ tấm lòng. Những người mẹ đã hy sinh nhiều công sức cho đất nước, nay tiếp tục chung tay cùng thành phố xây dựng công trình nhân đạo, bệnh viện ung thư. Đây là những người mẹ như thế. Những đồng tiền mẹ trao cho người có trách nhiệm để góp vào xây dựng bệnh viện là khoản tiền tiết kiệm chi tiêu của mẹ. Xây dựng được cái bệnh viện đó mà để cứu chữa cho dân, mẹ nghe mẹ cũng mừng quá. Thì dành dụm được chút ít cho mẹ ở đây, mẹ ủng hộ vô. Khắp nơi nơi, các địa phương, các tổ chức, tập thể, cá nhân chung tay góp phần cho một công trình nhân đạo. Không gian, hình hài công trình nhân đạo dần dần hình thành từ sự thống nhất lòng người. Hơn 10 năm sau khi khánh thành chiếc cầu lòng dân, thì Bệnh viện Ung thư, nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, được gọi với cái tên triều mến, Bệnh viện Tình Người, cũng đã chính thức tiếp nhận khám chữa cho bệnh nhân ung thư tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Bệnh viện có tổng kinh phí xây dựng khoảng 1.500 tỷ đồng, đều được quyên góp từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng được đánh giá lớn nhất cả nước, không chỉ quy mô giường bệnh, công tác khám và điều trị, mà bởi cảnh quan sạch đẹp hiện đại. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở là tổ chức lại cái khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng cái Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Năm 2016 là nâng lên 550 giường. Bệnh viện mình có thể là điều trị bệnh ung thư với đa mô thức như tất cả các bệnh viện ung bướu của hai đảo đất nước. Bác sĩ thăm khám rồi coi như là nếu mà không có Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng này thì không biết người dân Đà Nẵng này nếu bị những căn bệnh hiểm nghèo như bọn tôi thì đi đâu? Có thể vô thành phố Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội, nhưng mà tiền đâu có đủ. Người nghèo như bọn tôi thì không đủ tiền. Hầu như là gì, các tỉnh miền Trung cũng nhờ cái Bệnh viện Ung bướu này mà người dân đỡ khổ biết rất nhiều. Có nhiều gia đình người ta nghèo, người ta không có tiền, cũng nhờ có cái Bệnh viện Ung bướu này mà cuối cùng hiện bây giờ người ta có cái nơi để chạy chữa, có cái chỗ để người ta đặt niềm tin vào cái sự sống của người ta.
Từ hôm ra đến nay là hơn tháng thấy điều trị đây, là nói chung từ bác sĩ, y sĩ cho đến nhân viên mọi cái là đều chăm sóc tốt, mọi cái là coi là đầy đủ cả, không ấy thiếu cái gì là có cái ý. Ăn uống đủ, ngay cái chỗ vệ sinh ăn ở sạch sẽ, ăn đi mọi cái là nó an toàn, không có xảy ra cái chuyện gì. Rất phấn khởi cho những bệnh nhân đến đây. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đem lại niềm vui, giảm bớt gánh nặng nghèo khổ cho bệnh nhân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Và cũng chính công trình lòng dân này lại là biểu tượng để kết nối lòng người. Mỗi ngày bệnh nhân được bệnh viện cung cấp là 3 suất ăn miễn phí, sáng, trưa, tối. Có ngày thì chúng tôi phải cung cấp trên 2.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Những thân nhân của người bệnh mà ở xa thì bệnh viện cũng có một cái khu nhà lưu trú để cho họ đến ở lại miễn phí, theo suốt các bệnh nhân trong cả cái cuộc điều trị, cả một quá trình điều trị mà hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện cho họ có cái điều kiện mà ăn ở miễn phí đối với bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân ở tại bệnh viện này. Thì ở xa thì tới là bên bệnh viện cấp cho cái phòng này, rồi cứ lên trên đó chăm thì còn nghỉ ngơi thì về đây. Nhà là ở tháng rưỡi rồi, còn đây là bà dì, bà thăm, bà tuổi, bà bè. Từ đến giờ là xuống lấy cháo cho bệnh nhân ăn, còn người nhà thì ăn ở tinh tinh, nói chung là như vậy là quá tốt rồi. Không có gì mặt nàng ở đây. Bệnh là nặng nghèo ở đây 5-7 tháng thì như vậy là quá tốt. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Hơn 40 năm trước, ông Nguyễn Văn Chi từng tắm trên dòng sông này. Chính dòng sông Yên này và nhiều dòng sông trên địa bàn Quảng Nam Đà Nẵng đã cưu mang che chở cho ông xuôi dòng đến với các cơ sở cách mạng ở ven con sông Hàn và các nơi khác ven đô thị Đà Nẵng. Tại những nơi đó, có nhân dân với tấm lòng son vì sự thống nhất đất nước Việt Nam đã che chở, nuôi dấu ông và nhiều chiến sĩ hoạt động cách mạng. Hôm nay, ông trở lại dòng sông ngày ấy, không phải là dòng nước ngày xưa, nhưng trong tâm khảm ông vẫn nguyên lành với cảm giác sống trong lòng dân. Qua cái quá trình đánh Mỹ đó, thì rút ra bài học là phải dựa vào dân, phải dân lòng gốc. Có dân là có tất cả, dễ vận làm, không dân cũng có mà. Khó trăm lần dân thì không sao. Có dân thì chúng ta không mồ câu. Tôi nói cái từ mồ câu cho mẹ không khổ bằng mồ câu dân, trăm chiến tranh. Mồ câu cho mẹ thì cộng đồng đậu đồng chí, nó xin lỗi chứ. Chứ mồ câu dân là không có vậy. Hơn 40 năm sau, vùng đất hai bên các dòng sông đó lại đổi thịt thay da, mà nguyên nhân có được cũng từ sự thống nhất lòng người, lòng dân đồng thuận. Cuối năm 2015, huyện chúng tôi đã được vinh dự, được Thủ tướng Chính phủ là công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng tôi triển khai chương trình thì với là hơn là 2.411 tỷ đồng. Trong đó người dân của chúng tôi là đóng góp xây dựng, kể cả trong cái việc hiến đất, rồi ngày công, rồi vận động bằng tiền. Thì đây là 376 triệu đồng thì chiếm tỷ lệ khoảng 16%. Mặc dù đây là một cái sự đóng góp rất là lớn, nhưng mà trong quá trình triển khai thì chúng tôi thấy là người dân rất là vui vẻ, rất là ủng hộ. Bất cứ lĩnh vực nào khi triển khai chương trình, từ cái khâu xây dựng cơ sở hạ tầng đến việc phát triển dân trước, đến lĩnh vực an ninh trật tự thôn xóm ở địa phương, nếu không có lòng dân, nếu không có người dân thì là tôi tin chắc rằng là sẽ không bao giờ thành công. Thì trước tiên chủ trương đưa về thì cũng có một số cũng rất gan thẳng chứ, cũng thấy rằng là hát rứa khó kia nọ rồi họ cũng phải có cái gan, nhưng mà sau khi đã bòn bọt ngã ngủ hết rồi, đồng thuận hết rồi thì coi như họ thống nhất cái chủ trương đó là họ lồm rất tốt. Người dân là người hưởng lợi trực tiếp cái chương trình này mà, cho nên người ta rất ủng hộ chương trình này và người ta tự hiến đất, tự đóng góp tiền vô để xây dựng. Nhà nước lồm đường, có chủ trương lồm đường tới đâu thì nhân dân là đồng tình ủng hộ tới đó. Mặc dù là đụng vườn tược của người ta, đụng cây cấu của người ta, nhưng người ta sẵn sàng hy sinh, đóng góp. Không phải người ta đóng góp đứa đâu mà họ cũng phải sẵn sàng đóng góp bằng tiền,
đó, cùng với tức là với chính quyền, cùng với nhà nước họ hỗ trợ để tiến hành lồng các đoạn đường. Lại ngược dòng thời gian, hơn 600 năm trước, Hồ Nguyên Trừng, con trai cả của Hồ Quý Ly, là một tướng tài từng giữ chức tả tướng quốc thời nhà Hồ. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, Hồ Nguyên Trừng đã nhiều lần thân chinh đi đánh giặc. Năm 1405, trước sức mạnh của quân Minh, Hồ Quý Ly cho họp quần thần để bàn kế chống giặc. Khi được hỏi, Hồ Nguyên Trừng đã từng nói: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo." Câu nói đó phản ánh nguyên nhân cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của cha con Hồ Quý Ly thất bại chính là do không huy động được lòng dân. Gần 600 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, trong Bình Ngô Đại Cáo, một văn bản có tính chất tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của Đại Việt sau bài thơ Sông Núi Nước Nam của Lý Thường Kiệt, được xem như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất, quân sư Nguyễn Trãi thay lời Lê Lợi đã đại cáo: "Nhân nghĩa yếu tại an dân", nghĩa là việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Suy cho cùng, việc gì làm an dân sẽ thuận lòng dân. Thuận lòng dân sẽ huy động được lòng dân. Huy động được lòng dân sẽ có sức dân. Mà sức dân thì như sức nước. Cha ông ta đã nói nhất thủy nhì hỏa. Lại nhắc đến sức mạnh của nước. Nước đã nhiều lần tàn phá nhiều vùng đất của Đà Nẵng trước đây khi mỗi mùa mưa bão đến. Đây là cảnh tượng của một vùng đất như thế vào những năm cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Và vùng đất lũ lụt băng băng đó cũng từng có thời gian là điểm nóng, thậm chí xảy ra đối đầu giữa chính quyền và người dân Đà Nẵng về đất đai trong quy hoạch dân cư để phát triển thành phố. Và đây là phường được người dân địa phương gọi là phường Không Kiệt Hẻm, được hình thành từ một vùng đất đó. Ông Nguyễn Văn Tâm là một trong nhiều người dân Hòa Xuân đang thụ hưởng không gian của phường Không Kiệt Hẻm. Lúc 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 8 năm 2008, ông Nguyễn Văn Thanh là Bí thư Thành ủy công bố là quy hoạch trên địa bàn phường Hòa Xuân. Vào năm 2009 là Bác Hồ đại trà. Để ra đã vận động nhân dân là thực hiện chủ trương chung. Ta vận động cách thiết thực nhân dân biết được cái chủ trương này đúng hay sai. Trong quá trình nhân dân chưa hiểu, mà chúng tôi phân tích, vận động nhiều lần chứ không phải là một lần, hai lần mà có được ngày hôm nay. Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, bàn vô mặt bằng đúng tiến độ. Toàn bộ phường Hòa Xuân nay không có một con hẻm đoạn kiệt nào. Mặt tiền tất cả các ngôi nhà là những con đường lớn từ 2 đến 4 làn xe. Điều gì làm nên sự kỳ diệu ấy? Lòng dân. Muốn làm được điều này thì đó là nhờ các cấp lãnh đạo từ thành phố đến quận và phường, mà đặc biệt là dân đồng thuận. Ngày trước, chưa có những cây cầu này nối nhịp, vùng đất Hòa Xuân như một ốc đảo khi mưa bão về. Bây giờ, Hòa Xuân trở thành một khu đô thị xanh, đô thị văn minh với những cây cầu kết nối từ hướng của thành phố Đà Nẵng và nhiều nơi của các tỉnh lân cận. Những cây cầu đó cùng với những cây cầu nối nhịp trên sông Hàn, mà cầu sông Hàn là sự khởi đầu, đã tạo nên nét duyên cho Đà Nẵng. Chắc chắn khó có ai được sống một lần nữa trong khung cảnh tưng bừng ngày nối nhịp bờ vui của công trình lòng dân cây cầu sông Hàn. Có thể khẳng định cầu sông Hàn là do lòng dân nối nhịp. Biểu tượng của lòng dân đồng thuận vẫn nguyên lành. Con số chưa là tất cả, nhưng một phần đã nói lên điều ngạc nhiên cho sự đồng thuận lòng dân. Kinh phí xây dựng cầu sông Hàn khi đó trên 105 tỷ đồng Việt Nam, thì người dân đã tự nguyện đóng góp khoảng một nửa trong giai đoạn mà Đà Nẵng đang còn nghèo.
Bộ mặt đô thị Đà Nẵng sau 20 năm trực thuộc Trung ương như thế này, không thể không nói đến vai trò của những cây cầu nối nhịp trên sông Hàn, mà cầu sông Hàn mang sứ mệnh mở đầu. Xin mượn vài câu thơ của một công dân Đà Nẵng về cây cầu lòng dân để nói lên sự đồng thuận. Chiếc cầu quay giữa lòng thành phố trẻ, bao năm rồi chở nặng những niềm vui. Cùng thành phố quay theo chiều đồng thuận, bờ đông tây hai phía đẹp mê hồn. Người ta nói, giao thông tới đâu, văn minh tới đó. Sau cây cầu lòng dân nối nhịp, hàng loạt cây cầu khác liên tục mọc lên, tạo nên sự trẻ trung quyến rũ cho thành phố biển Đà Nẵng, tạo nên biệt danh cho Đà Nẵng, thành phố của những cây cầu. Có được gương mặt rạng ngời như ngày hôm nay, không thể thiếu sự đồng thuận của lòng dân Đà Nẵng. Dù rằng đây đó vẫn còn nhiều điều chưa chuẩn, cần phải tiếp tục điều chỉnh. Và bốn an, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội, với mục tiêu xây dựng thành phố an bình là sự tiếp tục khơi gợi lòng dân, thực hiện việc nhân nghĩa đối với dân. Đà Nẵng có một số thuận lợi, đã giải đúng một vài phép tính. Nhưng để đi lấy đáp số cuối cùng, kết quả cuối cùng là còn rất xa, còn phải tiếp tục giải nhiều phép tính nữa để mà hướng đến thành phố Bốn An, làm cho thành phố Bốn An thực sự là trở thành Bốn An, tức là để đi lấy đáp số của một cái đề bài khó như vậy, là kiên trì, không ngừng nỗ lực, không được một phút nào nơi lỏng sự phấn đấu, thì mới có thể đáp được, ứng được như mong đợi. Tất cả lòng dân đồng lòng ủng hộ để mà xây dựng. Thì nhưng mà thế này, nếu anh không được sự đồng thuận của người dân thì anh cũng chẳng làm được cái gì cả. Lấy cái lợi cho dân, lấy cái lợi cho cộng đồng thì người ta nên làm những cái nào thiết thực thì người ta mới, lòng dân người ta mới hiểu chứ. Trăm lời nói hay không bằng một việc làm cụ thể. Có thể các công trình lòng dân không to lớn, không vĩ đại, nhưng nó là thành quả cụ thể của sự đồng thuận lòng dân. Thành quả đó phục vụ cho dân nên khơi dậy được lòng dân, tạo nên sức mạnh từ lòng dân. Có sức dân thì việc gì ắt cũng làm được. Hồ Chí Minh từng nói, lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng, không có thì việc gì làm cũng không xong. Đà Nẵng chưa có những công trình quy mô hoành tráng, nhưng Đà Nẵng đã có những công trình lòng dân, tạo dấu ấn trong lòng người. Những công trình đó đã và đang thực sự là sự minh chứng thuyết phục cho lòng dân đồng thuận, như là biểu tượng niềm tin về lòng dân. Một nhà nghiên cứu đã nói, khi lòng dân không tin thì sẽ mất tất cả. Lòng tin của nhân dân là nền tảng chính trị quan trọng nhất của một chế độ, một chính quyền. Chúng tôi rất đồng thuận về chủ trương của nhà nước, mà chủ trương gì mà hợp lòng dân thì chúng tôi nghĩa là hưởng ngay. Để đạt được cái lòng dân ấy, thì cần có sự đồng thuận, và mọi việc đều phải công khai, minh bạch. Cái chủ trương gì đã mở xuống tới dân mà để dân biết được thì dân sẽ đồng tình ủng hộ cái chủ trương đó. Nếu dân biết được, dân biết được thì dân sẽ ủng hộ cái chủ trương đó. Không làm thì không có khuyết điểm. Làm thì chắc chắn bên cạnh những ưu điểm, chắc chắn là cũng có những va vấp, những khuyết điểm. Vấn đề là người lãnh đạo có nhận ra được những khuyết điểm đó hay không? Và người dân khi được mở rộng dân chủ, người ta có góp ý, người ta có quan tâm hay không? Để mà góp ý, để mà chỉ ra những hạn chế khuyết điểm. Và khi họ đã được chỉ ra những hạn chế khuyết điểm thì người lãnh đạo có chấp nhận những khuyết điểm đó hay không? Để mà sự người dân họ mong đợi những người lãnh đạo biết cải lại chức mình, biết quyết định, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sông Hàn vẫn chảy,
lòng dân vẫn nguyên lành. Đôi bờ Hàng Giang vẫn còn nhiều khát vọng vươn cao, vươn xa. Làm sao để lòng dân vẫn là đôi cánh?